Sáng 28 tháng 5, Đắk Nông là tỉnh thứ hai tại Tây Nguyên sau Gia Lai xuất hiện heo bệnh, chết có nhiễm virus dịch tả heo châu Phi. Ông Lê Quang Dần, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Nông cho biết, tại xã Đắk Đờ Rô và thị trấn Đắk Mâm, huyện Crom Nô xuất hiện các ổ heo chết có nhiễm virus dịch tả heo châu Phi. Cũng theo ông Dần, ngày 13 tháng 5, đơn vị cũng phát hiện hàng chục con heo chết bị vứt rải rác trên đường tránh thuộc thị xã Gia Nghĩa. Các mẫu xét nghiệm cho thấy số heo chết bị vứt bừa bãi này dương tính với virus dịch tả heo châu Phi. Heo này thì không phải nằm ở trong cái khu vực có địa phương, mà là bởi vì nó là riêng cái giống heo của mấy cái trại heo và những trang trại nhỏ lẻ ở trong địa bàn của thôn thì là không có cái loại dòng heo này. Cái này thì cũng không biết là dòng heo gì, nhưng mà toàn bộ là màu lông đen hết. Mà đây là trang trại là toàn bộ là CV thì toàn bộ là heo lông màu trắng. Thì cái này nó là theo cái đi chủ quan và cái khả nghi của tôi là và cái dự đoán và cái hiện trường này là xe đi dọc đường từ nơi khác đem tới đây để dục. Sở đã phối hợp với địa phương tiến hành tiêu hủy đàn heo nhiễm bệnh, đồng thời khử trùng tại chỗ đối với những hộ chăn nuôi để ngăn chặn mầm bệnh phát tán. Tại các điểm xuất hiện dịch bệnh, địa phương cũng tiến hành phong tỏa để ngăn chặn heo chứa mầm bệnh, heo chết di chuyển đến những địa phương khác trong nội tỉnh. Trước đó, từ ngày 14 tháng 5, Ủy ban Nhân dân huyện Chư Bư, Gia Lai cũng đã công bố dịch tả heo châu Phi tại xã Chư Giòn.